Hôm nay mình về Long Khánh tham quan vườn trái cây. Đó các bạn thấy không? Cây quýt này là nó một tí xíu thôi, nhưng mà các bạn thấy cái độ trái của nó khủng khiếp chưa? Đây, đó. Đó. Trái nó giấu ở trong. Wow, trời. Đây. Cây nhỏ xíu mà trái khủng khiếp cho các bạn. Đó, trái quần cây luôn nè. Có cái máy bay đang bay trên trời. Đó, các bạn thấy không? Cây nào cũng trái mịt mù. Đây. Đó. Ôi cha, trái quá nhiều, che lại bớt cửu. Mưa nó vô thúi. Đây, đó. Phải bao lại từng chùm một này. Đó, trái khủng khiếp chưa? Chúng ta đi thăm vườn sầu riêng nhé các bạn. Đây, sầu riêng đây. Đó, đây là một cây sầu riêng. À, sầu riêng này là loại sầu riêng hạt lép nè. Trái khủng khiếp chưa? Các bạn thấy không? Đó, cây nào cũng vậy các bạn thấy không? Khủng khiếp trái chưa? Mấy cái này thì anh đưa gì mấy chuồng kia kìa. Dạ, để con quay cái đó. Ôi, quá trời. Quá trời trái. Đây. Các bạn xem, sầu riêng chùm nè. Đó, dễ sợ chưa? Đó, sầu riêng, đã chưa các bạn? Lên tới đọt luôn, cũng có trái luôn. Đây là măng cục nè các bạn. Đây. Măng cục bắt đầu ra trái nè. Đó. Đó, các bạn thấy không? Thấy măng cục nè. Rất nhiều, nằm trong lá rất nhiều. Dạ. Dạ. Ủa, ba cầm quýt hả? Rồi, ba vô trước đi. Dạ. Ủa, đây có trái quýt gì hả? Chín quá rụng nè. Tơ này. Ồ, sầu riêng 3 năm nay trúng quá. Mày thấy tơ mày trái này. Nói thì nói vậy chứ không phải ai cũng làm được đâu.